còn ngon. Phá luôn. Khổng lồ luôn. Chim sâu. Gì vậy? Thôi thả nó đi. Thôi chim này mà nói gì? Hả? Bắt dễ quá. Ừ, ban đêm mà. Thả nó đi chứ. Rồi rồi bay. Con. Hôm con rồi đó. Ngon quá hả? Đêm đi ăn. Gì vậy? Giờ dán mối luôn. Giờ dán mối luôn. Dán mối vô ăn dừa. Ừ. Sói đầu rồi. Ba hình cũng nói rồi.
cây con nữa nè. Bấy dừa vô cái ngói kìa. Bàn chì nó nói. Đất đuôi à.
trời nó ngói luôn. Mòn mà nó không chạy nè chứ, nó lợp nè, phải không? Hả? Ừ. Thôi có được mòn đây. Mấy chuột gà nó đi tầm 7-13. Nó con kìa. Trời cái đường ngon đá rồi chứ. Không chạy. Lớt luôn hả? Hai cá hai nơi chắc lớt luôn. Đâu có đó kìa. Lớt luôn. Ừ, hai cá đó. Có không? Đó dính rồi đó nè. Lớn trọng ha. Quá khứ ăn mối các bạn ơi. Chắc hơn chục con đó bà. Mười mấy con vậy. Kéo phèn lên. Có cái phèn đó mà. Còn cái phèn bển nó không lên á. Vô cắn mấy gắn mối chắc rồi vô rồi. Vô cắn mấy gắn mối chắc chết hết rồi. Quá trời gắn mối luôn rồi. Bị chuột mà chín gắn mối rồi. Nhớ mất cười chứ mà hơi mất cười. Nó cắt đám mít nè, đây rồi bắt gắn mối bấy dữ à. Nó cắt chưa hết mà. Đây nè, chuột chất lát rồi.